Hello, chào cả nhà nhé. Tối buồn buồn ngồi ngồi chiếc nước hoa quay chơi cho các bạn xem chơi ha. Để tối nay ngồi chiếc nước hoa quay cho các bạn chơi ha. Cái chai này chai nữ xài nhiều lắm các bạn. Cái này là hương phấn, chai nữ này hương phấn, nhiều bạn gái thích lắm. Nhưng mà khó chiếc lắm, cái chai này khó chiết lắm. Phải nhắm. Các bạn mà muốn muốn chiết được nước hoa, các bạn mua cái các bạn lên lên shop, các bạn mua cái giòi này, đó cái giòi này mình mới chiết được nước hoa nha các bạn. Mình mua cái ống tim á, xong rồi có cái giòi này rồi mình mới chiết được nước hoa. Chai này khó chứ, phải nhắm từ 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 từ, từ nó mới vô, bình thường nó mới vô khó. Chai này phải nhắm vậy, chai này là cực kỳ khó chứ, phải nhắm nè, nhắm từng cái thì nó mới vô, nhưng mình hút nó không lên. Chai này ngộ, cái bơm gì này lâu lắm, mấy chai kia mình hút cái lên rồi, có mấy cái chai này là mình phải nhắm lâu ơi lâu luôn. Nhưng mà cái chai này là mấy bạn gái thích mua nhiều cho nên phải 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 chịu cực chứ, cái chiếc lâu nhắm lâu và tốt luôn. Mấy chai kia chứ nhanh hút cái lên, cái này chiếc lâu ơi là lâu luôn đó, nó nhắm vậy nè, hút nóng lên kỳ, hút không lên, nhắm 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 nhắm. Cái chai này hồi bữa chiếc bị đỏ hết nửa chai luôn các bạn. Cái chai này khó chiếc cực kỳ luôn á, mấy chai khác là mình hút cái lên, còn chai này mình phải nhắm này. Nhắm phải giữ kỹ, bữa không biết chi bị đỏ hết nửa chai luôn. Nhưng mà cái chai này nó chiếc lâu, nhưng mà mấy bạn gái thích, các bạn gái thích cái hương này nó hương phấn, các bạn gái rất thích mấy chai này, nhưng mà chiếc lâu quá trời nè, phải nhắm vậy nè bạn, chiếc 10 ml mà nhắm lâu là lâu. À, bên mình có bán 5 ml và 10 ml các bạn, các bạn gái sẽ được. Cái này là mùi hương của Việt Kiều á, mấy bạn gái mà thích hương phấn xài cái chai này xài hương phấn, các bạn gái thích thích xài cái này, chiếc khó là khó luôn á. Bữa chiếc là bị đỏ các bạn. Ừ, nhắm 10 miếng mà lâu rồi lâu luôn đó, bữa bị đỏ hết à, chiếc bị đỏ hết nửa chai luôn các bạn. Chai này là chiếc lâu rồi lâu 10 miếng xíu nữa, nhắm chút xíu nữa. Đó, cái chai này phải nhắm từ từ rồi, nhắm từng cái vậy. Mấy chai kia mình bớt cái lên, mấy chai này ngọt có gì, cái chai gì đâu mà chiếc nó lên. Chai này bơm lâu nhưng mà mấy bạn gái thích xài cái chai này, mùi hương phấn dễ thương, thơm lắm. Chai này mùi nhiêu quá đấy đi à, các bạn thích chiếc các bạn mua chiếc là chai 5 ml 10 ml có hết. Chai này hương phấn, mấy bạn gái thích xài à, chiếc chai này khó chiếc. Đây giới thiệu cho các bạn một mẫu là mẫu hộp gỗ này cực kỳ đẹp không các bạn. Mẫu này mẫu 2023 là hộp gỗ nè, hộp gỗ sọc sọc. Cái mẫu cũ là gỗ đen, mẫu mới là cái gỗ này. Để chai limit là mẫu mới 2023. Hôm nay mình chiết cho sẵn chiết cho khách đó, mình lên mình quay cho các bạn xem chơi ha. Đấy, cái gỗ này nhìn sang không các bạn? Gỗ nhìn sang không? Cái này bên mình có chiết, các bạn thích thì các bạn vô mua cho chiết ha. Cái mẫu này là limit là 2023 các bạn. Mẫu này rất là sang và thơm. Còn cái mẫu này là mẫu một chút mình khui cho các bạn, mình khui một chiếc các bạn xem luôn ha. Bây giờ mình sẽ chiết cái chai này. Các bạn thích chiếc thì các bạn mua mua cho chiếc ha. Cái mẫu hộp gỗ là phiên bản 2023 các bạn, hộp gỗ nhìn rất là đẹp ha, đẹp và sang trọng luôn, thấy cực kỳ sang ha. Để hôm nay mình chiếc cho khách đây, chiếc cho khách. Các bạn thích cái chai 5 ml 10 ml mình có chiếc hết này, phiên bản limit mẫu 2023 các bạn. Các bạn có thích cái mùi hương này, các bạn thử 5 ml 10 ml bên mình có chiếc nè. Đấy, bây giờ mình chiết cái chai này cho các bạn xem ha. Các bạn có nước hoa mà các bạn chiết những cái nhỏ nhỏ và đi du lịch á, thì các bạn lên đặt cái ống tiêm vậy nè. Ống tiêm nó có cái giòi nè các bạn, nó có cái giòi này là các bạn mới bơm được nè ha. Đó, cái giò này các bạn mới bơm được. Khi mà các bạn mua mua cái ống chiết á,
nếu mà các bạn mua ống chip bên mình đó, mình tặng luôn cái ống thì các bạn gì có các bạn hút nó lên ha, đó, hoặc là các bạn đặt hàng đó, cái ống này thì các bạn mới bơm nước hoa được. Thì rồi mình chỉ thử cái chai mẫu 2023 bản phiên bản limit của bạn Nam ha, bản này là đang hot trên thị trường ha, cực kỳ hot luôn. Các bạn đặt thử cái mùi niêu năm niêu, các bạn sẽ thử đi, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm luôn. Đấy, cái màu của nó vậy nè. Nè, bây giờ mình chiếc mùi niêu ha. À, mấy cái chai này á, mình hút nó dễ là nó hút cái nó lên rồi, còn cái chai quỷ này nè, cái chai này hút lên cực kỳ khó. Nhưng cái này mình hút nó lên đó các bạn. Là chiếc mùi niêu quá. Cái mùi hương này thơm các bạn. Cái này là mình chiếc để mình tặng cho khách đó. Đó. Các bạn có thích 50 mùi niêu các bạn vào các bạn. Mẫu này là huyền thoại rồi. Mẫu này là quanh năm suốt tháng là bán chạy nhất quanh năm suốt tháng. Cái chai này nó rẻ mà nó thơm ha các bạn. Đấy, cái là phiên bản nâng cấp của cái chai này. Bây giờ mình khui cái chai này cho các bạn xem. Chai này thì cái chiếc rẻ thôi, 50 mil có xài thử cái chai này rẻ. Lưu được nuôi intent. À, nếu mà các bạn mà chưa bao giờ về dùng á thì nó là cái phiên bản của cái chai cao cấp này các bạn. Cái chai này 60 triệu một chai á. Thì nếu mà các bạn xài thử cái chai này thì nó sẽ rẻ hơn các bạn. Có 1 triệu mấy con chai mà cái mùi hương nó ngang ngang với cái chai 7-8 triệu. Rồi bây giờ mình khui cái chai này là khách mua nhiều nhất nè các bạn, giá rẻ mà khách mua nhất. Các bạn không thích thì các bạn đặt 50 mil các bạn xài thử cái chai này bán quanh năm suốt tháng. Còn cái mẫu này là mẫu limit, là mẫu nâng cấp 2023, rất đẹp. Cái này mình khui rất kỹ ha, mình giữ lại như vậy nè, mình giữ lại để mai mốt mình làm. Còn cái dây gốc á, gốc chiếc á, khách hay mua gốc chiếc 10 mil 20 mil mình giữ lại, mình gửi cho khách luôn. Mình giữ lại cái hộp rất là kỹ như nè, để cái khách nào mà có mua cái gốc chiếc á thì mình gửi nguyên cái hộp như vậy cho khách luôn, cho nên mình xé rất là kỹ luôn các bạn. Để khi nào các bạn mà thích mua cái gốc chiếc còn 10 mil 20 mil về trưng bày á thì các bạn mua ha. Đó, cho nên mình xé rất là kỹ luôn. Ai nào đặt hàng bên mình đó, mình gói cái chai này rất là kỹ luôn. Đó kèm cái tem đó, đây là mẫu huyền thoại. Mẫu huyền thoại khách mua rất là nhiều luôn đó. Khi nào mình chiếc mình chừa lại là 10 mil 20 mil á, để mình bán gốc chiếc, cho nên cái hộp này mình xé rất kỹ luôn. Ai mua mình gói lại là còn y nguyên một miếng xi luôn các bạn, miếng xi luôn các bạn. Đấy, gói kỹ lắm các bạn đó, giữ lại, giữ hộp kỹ lại như mốt mà mình chừa lại gốc chiếc 10 mil 20 mil cho khách trưng bày á thì mình sẽ gói lại nguyên cái hộp như vậy đó, rất là đẹp luôn ha. Đấy, cái chai này mình giữ kỹ lắm nha bạn, cái hộp này mình giữ rất kỹ nè. Ai mua gốc chiếc á mình gói lại nguyên chai này còn giấy nè, đó rất đẹp. Hiện tại cái chai này trên thị trường có hàng giả hàng nhái rồi các bạn. Cái chai này nè, trên thị trường có hàng giả hàng nhái rồi đó. Các bạn xem cái video của mình có phân biệt, cách phân biệt hàng nhái hàng giả. Cái loại này nè các bạn, đó, cái loại này có hàng nhái hàng giả rồi. Và bữa mình làm một cái clip, các bạn vào xem á, có một cái clip mình phân biệt hàng nhái hàng giả của cái chai này rồi đó các bạn. Đó, cái chai này là có hàng nhái, nếu mà các bạn mua mà những shop mà các bạn chưa quen biết á, các bạn lựa những cái shop mà uy tín các bạn mua ha. Chứ chai này là hàng nhái có rồi nha các bạn. Có mua một chai hàng nhái, mình về mình để mình so sánh hai cái chai nè. Hàng nhái hàng của mình mua khoảng 400 mấy. Rồi về mình so sánh với cái chai này. Nếu mà các bạn chưa biết cách chiết nước hoa thì các bạn làm theo mình ha, các bạn mua một cái ống tiêm như thế này nè. Trên mạng có cái giò này, nếu mà các bạn mua chai chiết bên mình đó, mình có tặng thêm cái ống bơm này nè. Đó, ống bơm mà quan trọng nó có cái giò như vậy mình mới hút được các bạn. Ê, nó có giò nó mới hút được, còn nếu mình không có giò nó không được, mình phải mua nha. Mình mua, các bạn mua cái chai chiết nước hoa, mấy chai rỗng rỗng như thế này nè, các bạn mua thì mình có tặng này luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ chiết cái chai này ha các bạn. Các bạn thích bạn nam thích mùi hương gỗ, các bạn thử cái mùi hương này, 50 mil mình có bán hết. Đây, nhấn tem cho đây, nhấn tem chỗ cái chai này ha. Các bạn thích thử cái mùi hương này, chai này rất là nhiều người xài rồi, cho nên chắc quá nhiều người biết ở chai này bán chạy nhất quanh năm suốt tháng. Rồi còn cái bản limit này nè, bản limit này là cái bản phiên bản mới các bạn, hộp gỗ. Phiên bản mới nó hộp gỗ rất đẹp, nó làm cái logo mà nó màu vàng rất đẹp ha. Đó, hộp gỗ này rất đẹp, là phiên bản limit 2023. Còn cái mẫu cũ của nó là hộp gỗ màu đen. Cái này phiên bản nâng cấp các bạn, nâng cấp của cái chai này. Đấy.
cái chai này hút rất là dễ các bạn, mình hút cái nó lên bèo bèo luôn. Còn cái chai này nè, cái chai Ambin này nó hút khó cực kỳ luôn, phải nhấn từng cái nó mới vô. Cái chai này nè, mình nhấn cả vô. Còn cái chai này nè, cái chai này hút dễ cực kỳ luôn, mình hút cái nó lên cực kỳ dễ luôn. Hương gỗ nam tính mạnh mẽ. Ê, cái chai này là hương gỗ nam tính mạnh mẽ nha các bạn. Đó, bạn trai nào thích cái mùi hương này các bạn được thử nha. À, cái này mình có 50 mùi view luôn á, tha hồ các bạn đặt 50 mùi view có hết. Đấy. Cái này là cái chai này là chai phiên bản limit ha, 2023. Đấy, ba miêu bé bé xinh xinh cực kỳ dễ thương không bạn. Đấy, cho ba miêu thấy ghét không, cái gì vậy, cho ba miêu nhỏ xíu ha, cho 5 miêu nè, 3 miêu nè, 5 miêu nè, 10 miêu nè, đó thương không. Ba miêu này là để mình chiếc mình tận khách dễ thương không đó, cái này 5 miêu. Cái chai này hút cực kỳ dễ luôn các bạn. Cái chai này hút dễ cực kỳ luôn, còn cái chai này hút khó hút cực kỳ luôn. Nè, cái chai quỷ này nè, cái chai quỷ này cũng khó hút nè, phải nhắm từng cái các bạn. Còn tùy chai á, nhiều chai nó hút dễ, nhiều chai nó hút khó quá trời. Mấy cái chai này á, bình thường nó tới 6 ml các bạn, chiếc 5 ml thì nó không có đầy lắm. Đấy, các bạn thích cái mùi hương này thì các bạn mua thử cái 50 ml. 50 ml có bán hết. Đấy, mùi hương này là mùi hương gỗ cực kỳ nam tính các bạn. Đó, mùi hương này cái chai này là bán chạy nhất mỗi năm. Giá rẻ mà nó thơm, giá rẻ mà thơm lâu. Còn cái chai này nè, cái chai này mà bạn gái mà thích hương phấn, các bạn gái nào mà thích hương phấn thì các bạn thử ra thử 50 ml cái chai này ha. Cái chai này khó bơm ghê luôn. Đây. À, các bạn gái mà thích hương phấn thì các bạn thử cái chai này đi. Chai này bên mình vẫn có chiếc 50 ml cho các bạn luôn. Bạn gái nào mà thích hương phấn. Hương phấn này là mấy mua về tặng mẹ cũng được á, mẹ rất là thích mấy cái mùi hương như thế này, nó nhẹ nhẹ mà hương phấn. À, có rất là nhiều bạn gái mua về tặng cho mẹ, rất thích luôn, mua mấy chai này. Mấy chiếc khó nhưng mà bán chạy. Đó, làm yêu các bạn gái mua về thử. Cái chai Iris này nè. Chai Iris này là hương của Chanel, chai của Chanel đen á các bạn, Chanel Blue á. Các bạn thích cái hương này các bạn đặt thử cái mùi hương này. Cái hương này nó giống như cái chai Chanel á. Các bạn nam mà thích cái mùi hương của Chanel á ha, thì các bạn đặt thử cái chai này. Chai này là mình chỉ mình tặng cho khách quen của mình để ra khách thử. À, thì nó nếu mà cái thương hiệu của Nui á thì nó có chai màu xanh này. Đây. Nếu mà bạn nam, nếu mà bạn nam thích một cái mùi hương của Chanel Blue màu đen ha, thì các bạn nếu mà tiền nhiều quá các bạn mua nhiều quá các bạn tiết tiền đúng không? Thì các bạn thử cái chai có hai dòng. Dòng này Iconic, các bạn lấy ha. Luôn đồ nuôi Iconic nè, đó là cái mùi hương của giống cái Chanel nè. Hoặc ha các bạn, nếu mà các bạn không thích cái này thì các bạn có thể thử cái một cái thương hiệu khác nữa ha, thử một cái thương hiệu khác nữa cũng là cái mùi hương của Chanel này, cực kỳ thơm luôn, giá này rất là rẻ luôn, cực kỳ thơm. Cùng với cái mùi hương của Chanel luôn này thì nó có hai dòng cho các bạn lựa chọn, có hai dòng cho các bạn lựa chọn ha. Thứ nhất thì các bạn chọn Iconic màu xanh này nè, đó, hoặc là cái chai Iris này ha, chai Iris này thì nó sẽ cùng với nhóm hương của Chanel các bạn, cùng với nhóm hương Chanel thì các bạn đặt thử, bên mình hoàn toàn có chiếc hết á. Đây, cái này là mình tặng cho khách quen của mình nè, để các bạn gì thử cái mùi hương của nó. Đó, ba miêu bé bé xinh xinh đấy, thấy chưa. À, các bạn mua không mua Chanel thì các bạn có thể mua thử cái chai chiếc mùi này ha. Đó, hai cái mùi này rất là thơm luôn. Nếu mà các bạn thích một cái mùi hương của Dior, đây là cái chai tên của nó là Ven nè, Ventana đó, cái mùi hương của Dior Sauvage màu đen đó các bạn, chai hương của nam á các bạn. Thích cái mùi hương của Dior mà Dior tới mấy triệu một chai đúng không, thì các bạn có thể thử cái mùi hương của cái chai này. 50 ml thì rất là rẻ thôi đó, 50 ml rất là rẻ luôn cái chai này. Thì các bạn nam thích cái mùi hương của Dior thì các bạn thử ha. Dior Sauvage á, chai màu đen á, thì chai đó thì các bạn mấy triệu một chai, thì các bạn mua chai đó mấy triệu lần. Thì nếu mà sinh viên học sinh rồi sao mua nổi cái chai đó, thì các bạn có thể thử cái mùi hương này. Mùi hương này rất là thơm luôn, cũng na ná với chai Dior
thì các bạn thử thôi, bên mình có chiếc 50 mil luôn nè, đó chai này đi rồi. Nếu mà nhiều tiền quá thì hai dòng các bạn có thể đặt 50 mil cái chai này, hoặc là các bạn có thể đặt cái chai này Uban mẫu 2023 các bạn, Uban 2023 nha các bạn. Đó, chai này 2023 là mùi hương của Dior, thì các bạn có thể đặt hai cái mùi hương này nó giống nhau nha. Còn một thương hiệu nữa, còn một cái thương hiệu nữa giống Dior vừa túi tiền luôn. Các bạn nam bạn nữ thích mùi hương nào thì nhắn tin mình tư vấn cho nha. Ví dụ các bạn thích mùi hương ngọt, hay là mùi hương hoa cỏ, hay là mùi hương tươi mát, hay là mùi hương của hương gỗ, hương ngọt, hương hoa cỏ, đó thích nhóm hương nào thì các bạn nhắn tin bên mình tư vấn cho. Các bạn nam bạn nữ thích mùi hương nào, ví dụ các bạn nam thích hương gỗ, hay là các bạn nam thích cái hương hoa cỏ, hay là hương vani, hay là hương gì đó, hương trà hay gì đó, bên mình có một mẫu đây. Nói hoa trà mới nói hoa trà mới mới nhớ cái chai này đấy. Nếu bạn gái mà thích cái mùi hương mà hoa trà màu trắng đó các bạn, trà trắng nha, hoa trà màu trắng, thì các bạn thử cái mùi hương này rất là thơm, sẽ thử cái ha, tối ngủ luôn. À, các bạn muốn mùi hương mà lưu hương lâu á, các bạn xịt lên cái áo nè, trước ngực nè, để các bạn xịt như nè, để các bạn đi làm ha. Nếu mà các bạn lưu hương lâu á, muốn lưu hương lâu á, cả ngày làm việc á, thì các bạn xịt trước ngực ngay áo nè một giọt ha, để cho cái mùi hương nó hắt lên mũi mình, hắt lên mũi hoài, để thơm hoài. Đó là một giọt, rồi một giọt ở bên đây, để một giọt ở bên đây, hai bên đó, với một giọt ở đây, thì đảm bảo các bạn là mùi hương nó lưu cả ngày làm việc. Các bạn đi làm việc á, thì các bạn xịt một cái ngay trước ngực này nè, thấy cái mùi hương nó hắt lên mũi, hắt lên mũi là nó thơm hoài á, mình cảm nhận được cái mùi hương nó thơm hoài luôn các bạn. Rồi các bạn phục một giọt ở bên đó ha, một giọt bên đây ha, đó là thơm cả ngày luôn. Đây là hương hương trà nè, white tea, là trà trắng đó các bạn, hương trà trắng đó. Thì các bạn có thể có thể đặt thử 50 ml ha, hương trà trắng dành cho bạn gái. Hương này rất là dịu nhẹ đó, nó nhẹ lắm, thích hợp cho các bạn gái mà đi làm trong văn phòng đó, là không bị ảnh hưởng mọi người xung quanh. Ví dụ mà các bạn đi làm, các bạn ngồi chung với những người xung quanh đó, rất là nhiều, thì các bạn xịt một cái mùi hương mà cái mùi hương nó phát ra rất là cả gian phòng nó rộng ra, thì sẽ ảnh hưởng mọi người. Thì các bạn có thể xử một cái mùi hương nó nhẹ hơn, thon thỏ thật, thon thỏ cái xung quanh mình thôi. Ví dụ ai ngồi gần mình á, kế bên mình á, thì nó mới có cái mùi hương đó, có mùi hương. Thì các bạn xài thử cái chai white tea đó, cái chai này á, thì cái này là hương trà trắng, hương bông trà trắng với hoa lài các bạn, thơm lắm, nhưng mà nó không có thơm mạnh đâu nha, dành cho các bạn nữ nào thích cái mùi hương rất là nhẹ, đi làm văn phòng mà không có làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chỉ thơm thon thỏ xung quanh mình thôi, thì các bạn đặt thử cái chai này white tea, hương trà xanh. Đấy, cái chai này hương phấn cũng rất là thơm này, cái chai này hương phấn là cũng thơm nhẹ các bạn. Chai này là người ta gọi là có Việt Kiều á, mùi hương của Việt Kiều á, là Việt Kiều làm gì cũng có cái chai này tặng cho gia đình nè. Cái chai này là huyền thoại rồi à, ha, chai này là thương hiệu Mỹ nè các bạn. Chai này thương hiệu Mỹ là hương này là đa số những cái bạn gái ngày xưa á rất thích cái mùi hương này, tại nó mùi hương có mùi hương phấn đó. Là mấy cái anh chị mà Việt Kiều người nước á hay tặng cho gia đình cái chai này đó là huyền thoại ha. Cái chai này hương phấn nó thơm nhẹ thôi các bạn. Cái chai này là của thương hiệu Cham các bạn, hút 500 rất là đẹp. Rồi hút 500, bây giờ mình chiết chai này, mình chiết từng khoảnh khắc. Ba miêu bé xinh xinh, khách nào hay mua bên mình đó. Hay mua mặt thành khách quen khách ruột, đó là mình hay tặng mấy cái chai chiếc mẫu mới á, mẫu chiếc mẫu mới 3 mil cho các bạn dùng thử nè. Mấy chai này là ví dụ là khách nào mua một cái chai lớn bên mình, là khách nào mà mua một cái chai lớn bất kỳ là mình đều có chiếc những cái mùi hương khác nhau để mình tặng cho khách, để các bạn về thử cái mùi hương. Nếu mà các bạn thích cái mùi hương này thì các bạn mua đó, là bên mình hay tặng cho khách những cái chai ba mil nhà cái bé xinh xinh nè. Đó, mấy bạn nào mua những cái chai lớn như thế này đó, mua những chai lớn thì bên mình sẽ chiếc một cái chai 3 mil một cái mùi hương khác sẽ tặng cho các bạn. Bạn gái mấy chai này rồi, chắc mấy chai này chắc bạn gái nào cũng hay cũng biết rồi ha. Đây là cục giống hương với Chanel Coco nè. Các bạn thích Chanel Coco thì giá nó rất là mắc đúng không? Mỗi nếu mà chiếc 10 ml không đó là 300 một chiếc 10 ml đó với cái chai Chanel này. Nhưng mà đối với cái chai này cũng là cục giống hương này, chai này bán rất là chạy trên thị trường, bán bao nhiêu năm rồi. Rất là thích luôn. Cùng với cái nhóm hương này thì giá rất là rẻ. 50 ml có nhiêu đâu. Có mấy chục ngàn à. Thì các bạn có thể dùng thử cái chai này cùng với nhóm hương của Chanel ha, Chanel Coco. Đó, không phải là ai cũng mua nổi một cái chai nước hoa 3-4 triệu đâu các bạn. Nổi được cái chai chip của cái chai này không là có 3-400 rồi, 3-400. Thì các bạn xài thử một cái mùi hương của cái chai muối băng này thì nó cũng giống hương nè, đó cũng giống hương, thì nó cũng xài rất là thơm luôn. Chai này là bán bao nhiêu năm rồi cho nên là không sợ là cái hàng của nó là hàng cũng thơm hay cực kỳ thơm luôn. Sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn một cái mùi hương của chai này ha. Chai này là nếu mà bạn gái thích một cái mùi hương mà nó ngọt mà nó mát, ngọt và mát, thì các bạn thử cái chai này ha.
chai này á các bạn vừa là thì vừa chỉ không cần xịt, chỉ cần ngửi thôi là cái mùi hương tươi mát liền. Cái mùi hương này nó giống như cái mùi dưa hấu các bạn. Các bạn ăn ổi chín, cái ổi ổi xả lị mà ổi chín á, các bạn biết cái mùi hương của cái trái mà cái ổi mà ổi chín nghe, ổi xả lị chín á, đây là cái mùi này. Đi chang luôn với cái mùi mà dưa hấu các bạn. Đây, cái mùi dưa hấu là có nghĩa là các bạn xịt một cái chai này á thì các bạn cảm nhận y như là nó là một cái tô trái cây đó, một tô trái cây ngọt và mát, là nó rất là phù hợp cho mùa hè. Nếu mà các bạn cái mùa hè mà nóng nực á thì các bạn xài thử một cái mùi một cái chai chai này. Bên mình có chiếc, các bạn vào giữa hàng giỏ hàng của mình có chiếc 50 ml, các bạn xài thử cái chai này ha. Nếu mà các bạn thích cái mùi hương mà ngọt ngọt mà nó có nghĩa là nhiều cái hương mà như các bạn mà nó mát kiểu mà nhờ mà các bạn mà ăn một tô cái cây á, nó có dưa hấu nè, có ổi xả lị nè, nó ăn cái cây nó bỏ nước đá vào nó mát ơi là mát. Các bạn xài thử cái chai này cực kỳ thích luôn, mà nó thơm rất là lâu nhé các bạn. Chai này thơm rất lâu. Cái chai này là mình chiết cho khách á, mình chỉ cần mình xịt vô ở phía trước cái áo này nè, các bạn ngủ qua đêm hay sáng dậy nó vẫn còn thơm nhé, cực kỳ thơm luôn. Chai này nè, cái mùi hương là mùi hương của tươi mát của ổi xả lị và dưa hấu đó đó cái kiểu á. Xong rồi ha, cái mùi hương của nó, cái tầng hương mà cuối cùng á là cái mùi hương hoa hồng đó, mùi hương hoa hồng cực kỳ tươi mát, thích lắm, rất là thơm. Rồi khi rồi bên mình kết thúc like nhắc bạn, chúc bạn ngủ ngon. Rồi 10 gần 11 giờ bên mình kết thúc like nha, chúc bạn ngủ ngon nha.